mình nó chuyển động. Cô đó cô gì vậy? Cá nó xinh xanh đó, cá xinh xanh xanh xương. Ủa rồi nhà kia có ăn không? Nhà kia ta đi bơi rồi, qua đây ta chưa được bơi. Đi hả? Đi hả? Đi rồi. Hàng mèo mới bơi. Ăn sáng rồi, ăn mấy bánh rồi. Phải ăn đúng gì nó mới. Sáng sớm nè, mình thấy con mã không à, ăn chay. Chị hả? Nó cũng ăn chay nữa đó. Trời ơi, ở xứ biển mà ăn chay hả? Làm dịch vụ đãi khách toàn đồ mặn mà ăn chay rồi làm sao mà nêm nêm. Thiệt, con này nó nấu hết trơn. Lính nêm. Con này nè. Rồi con bé đó là con của anh này hả? Chuyển động lưng kìa. Trời, cái đấy quạt hả con? Cho nó lên nó quạt nhỏ hay là mở quạt lớn? Đó, thấy chưa? Một cái là nó hết màu xanh rồi đó, nhưng mà nó không có bị bể cái ra mực, thấy chưa? Nó đang nước phải để sôi rồi mới không bể. Ủa cái đó là có làm gì không hay ngâm nước không, là nó không có làm gì hết á. Nước mà nó tự nhiên luôn á. Hồi nãy là con nuôi à. Con mực nó phòng vệ mà là ý là anh phải lấy tay kỳ nữa cho nên ta đừng có cho nó thấy nó. Ồ nó đổi màu kìa kìa, lấm 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 kìa. Cái này trong đất liền ra đòi mua sao bán được. Đó đó đó. Đang đổi màu. Có bữa rộng chổng sống, có bữa rộng con cá. Có bữa lâu đem về. Ý là không đủ oxy hay sao? Khó rộng lắm. Này em. Không mấy con mai da thì mai ra phải không? Mấy mai da. Nè, mình kìa, con mực tuột cái gì mực nhớ chứ không phải mực tuột của mình đâu. Mình đâu ai ngồi với bà gì nè. Ờ mình qua ngồi. Em thấy con đó sống với chết luôn. Thấy gì đâu mà mắc tiền chứ. Bây giờ có nghe là bà gì không? Không ai bà gì bỏ nó đi cho anh nó đăng cấp anh sống và anh chết nó khác nhau. Nói rồi, sống bây giờ mất em rồi đi với bà gì thì bà gì lo cho. Mà mình lão ăn xong thì nó chết rồi, không giết bán được mà điều đó. Bây giờ em muốn ăn con mực sống ra giá hoặc Sài Gòn nó phải cộng chi phí đi.